Xin chào các bạn nha. Nãy mình đang hướng dẫn cho các bạn cái clip mà nói về đường nước thải chảy nhiều. Thì mình đang test máy thì tự nhiên đến cái đoạn van ba ngả này nó bị hỏng van ba ngả, thì bây giờ mình cũng phải sửa luôn. Sửa luôn để mà xài. Thì tiện đây mình sẽ quay cái clip để hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì mình sẽ nói sơ cho các bạn khi mà chưa coi cái clip trước nha. Tức là lõi số 1, số 2, số 3 ok. Nước ra ở đây ok. Nước ra đây ok. Và máy bơm lên đây ok, nhưng mà lại không qua được ở bên này. Và vòi trên mình đã mở ra rồi, là tức là áp lực ở bên này cũng không có luôn, mở vòi trên rồi đó, mà nước chỉ lên được tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ để cái máy bơm nó chạy như vậy luôn, mình sẽ tháo tung cái van này ra để mình kiểm tra tại sao nó lại không vượt qua cái van này được, có phải là do cái van này bị kẹt hay không. Như vậy là mình đang tháo cái van này ra, mình mới tháo có hai con ốc thôi, thì khí nó sẽ phụt ra đây, nó bị e khí ở trong cái van này nha các bạn. Đó, thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái bệnh mà máy lọc nước không có nước nha. Đó. Bây giờ máy của mình đã chảy ok rồi, nước ở trên vòi đã ra ổn định rồi. Đó, khóa bình áp lại và ở trên vòi ra như vậy là ổn định rồi. Nhưng mà bây giờ tiện đây mình sẽ tháo tung cái van này ra luôn cho các bạn coi luôn. Khi mà tháo con ốc cuối cùng các bạn nên bóp chặt lại nha. Cái này nó có mấy cái đồ nó có thể rớt ra. Rồi mình sẽ khóa nước lại. Ok, sau khi khóa nước lại mình sẽ mở ra nha. Đó. Thì ở trong cái van bốn cửa này nó rất là đơn giản thôi. Đó, nó chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Khi mà áp lực ở bên này, áp lực ở bên máy bơm đẩy lên RO quá lớn, thì cái phao này nó sẽ đẩy mạnh vô cái lỗ này và nó bịt cái lỗ này, và nước ở đây nó sẽ không thể nào mà trả ngược ra máy bơm để mà đi ra đường nước thải được. Đó, nó sẽ bịt chặt cái lỗ này lại. Còn bình thường á, bình thường thì nó sẽ tung cái này lên và nước nó sẽ đi qua rất là dễ dàng luôn. Còn khi mà cái máy sắp đầy á, máy sắp đầy thì cái áp lực ở bên này nó lại đẩy ngược cái này lại, nó lại đẩy ngược cái này qua bên này, đó, bịt cái này lại, đó, thì lúc đó máy bơm có bơm cũng không qua được nữa, đó, nên là cái lúc mà cái máy nó gần đầy rồi á, thì ở cái màng này nó bị giằng co rất là nhiều, hai bên giằng co nhau, bên máy bơm á, thì muốn bơm lên đầu RO, mà ở đuôi RO thì lại muốn đầy và muốn đẩy để ngừng bên máy bơm, sau khi mà cái van áp cao này nó vừa ngắt thì cái này nó cũng vừa đẩy lên. Đó. Vừa đẩy lên và ngắt cái nguồn nước nước đổ vào để cho nước thải không bị chảy ra nữa. Đó, hai bên giằng co nhau như vậy. Nói chung các bạn chưa hiểu thì các bạn cứ tháo tung ra, các bạn ngồi nhìn hồi là nó hiểu à. Nhiều lúc mình nói thì nó các bạn không hình dung ra, nhưng mà cứ tháo ra rất là dễ thôi. Đó, thì cái trường hợp của cái van này nó không có bị hỏng nha. Bình thường là nó sẽ hay bị tắc ở trong này, bị kẹt đất đá ở trong này, nhưng mà nó không có bị gì cả. Đó. Hầu như nó không bị gì hết, mọi thứ vẫn ok. Đó. Đó, mọi thứ rất là đơn giản thôi. Mình nói có thể các bạn không hiểu, nhưng các bạn cứ tháo ra coi nhé. Rồi, thì khi mà các bạn sửa một cái máy, sau khi đã sửa xong hết, đã thay lõi số 1, 2, số 2, số 3, thay lõi RO, kiểm tra máy bơm, kiểm tra adapter, tất cả đều đầy đủ mà nước vẫn không thể nào lên được, thì bị e khí ở trong cái van này nha. Đây là trường hợp mình vừa mới thấy luôn, và mình phải tự sửa lại cái máy của mình luôn. Đang yên đang lành tự nhiên đưa đi quay video xong là nó bị e khí rồi phải sửa luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha.